Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và có rất nhiều bạn sáng nay có nhắn tin cho mình, đó là chiều nay thì là bên cái sự kiện Yomos. Đấy, nó chạy cái sự kiện đấy là giờ vàng Yomos. Thì một số anh em bảo là chiều nay mà nạp code vào cái sự kiện đấy ấy, thì tỷ lệ nó như nào. Đấy, thì cái sự kiện giờ vàng Yomos nó là cái gì thì hiện tại trong game nó chưa hiện. Đấy, trong game chưa hiện anh em ạ. Nhưng mà cái này thì là chúng ta đã chơi cái sự kiện giờ vàng Yomos này mấy tháng rồi, mấy lần rồi. Đấy, hai cái sự kiện VFL mùa trước thì nó cũng đã chạy cái này rồi. Nên là bây giờ họ lại chạy cái này tiếp. Thì chúng ta sẽ có một cái vòng quay như này. Thì mình cũng đi ra hàng siêu thị, ra hàng sữa, mình cũng la liếm ở đấy, mình xin được mấy mã code. Đấy, để về mình test cho anh em. Tại vì đợt này vợ chưa cho tiền mua sữa anh em ạ. Đấy, view viết các thứ anh em thấy trên kênh thấp như này, lấy đâu có tiền mua sữa. Đấy, ok, mình cũng ra đấy mình xin được mấy cháu ở đấy mấy cái code Yomos. Đấy, để mình test thử cho anh em trong cái thời gian giờ vàng chiều nay đấy thì nó có ra gì không. Đấy, nào giờ vàng, úi trời ơi, 15 huy hiệu. Ở cái mùa này chúng ta sẽ có đấy là bộ khủng long này, rồi bộ chiến thần, thần sư tối thượng này. Đấy, ông nào mà quay ra thần sư tối thượng thì tươi, thẻ vô cực các kiểu là điều. Đấy thì ấy mình phải đứng ở chỗ bán sữa mãi đấy, có mấy cháu ấy mua sữa xong rồi mình đi ra mình xin các cháu ấy, các cháu cũng cho. Đấy, chắc là các cháu ấy chưa biết mấy cái sự kiện này anh em ạ. Nhưng mà anh em nào mà mua Yomos thì chú ý ấy, là cái code này nó nằm ở ngoài màng co nhá. À, nó nằm ở bên trong màng co. Nhưng mà mùa này thì cá nhân mình thấy là cái sữa mùa này khi mà bóc ra ấy, nó hơi dễ bị rách đấy. Mình đang xin vợ mình tiền để mua mấy thùng Yomos về test cho anh em. Đấy, nhưng mà vợ chưa cho tiền anh em ạ. Vợ bảo là tự bỏ tiền ra đi. Mà anh em thấy bây giờ trên kênh Riaki Gaming này view vùng cái thứ giờ bằng 1/10 ngày xưa thì tiền đâu. Đấy, tiền đâu mà test đấy, tại chắc phải chờ mấy ông YouTuber kiểu nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Đấy, các bạn YouTuber chưa hết thời các bạn test, còn mình YouTuber hết thời giờ ít người xem, lấy đâu mà tiền mà test. Đấy, bây giờ chỉ có chờ bây giờ vợ cho tiền đi mua Yomos thôi. Đây, tôi lại xin thêm mấy code nữa rồi. Đứng cả buổi trưa nắng ở ngoài gọi siêu thị. Đấy, mà mới có mấy bạn gọi là cho mình mấy code. Ôi trời ơi. Và 90 Yomos token. Đấy, như vậy là 15 cộng 19 là 20 mấy. 15 cộng 9 là 24. Đấy, cũng được. 15 cộng 9 là 24. Đấy, xin mãi bạn mới cho anh em ạ. Đấy, tôi lại xin thêm được một cái nữa. Rồi lại nhập vào cho anh em xem. Đấy, đang là giờ vàng nhá. Giờ vàng thì bên Nana nói là nhân 2 tỷ lệ nhân đôi tỷ lệ ra được 250 token. Đấy, ví dụ như quay ra 250 token tôi nói anh em hết nước chấm luôn. Đấy, gọi là chấm phát hết nước luôn, 7 Yomos token. À, ok luôn. Đấy, ok la luôn. Đấy, về đổi qua thì 1156 cái hộp thì mới đổi được bộ thần sư tối thượng. Đấy, hôm trước hình như tôi nhớ có 50 bộ mà thằng nào đã đổi mất 3 bộ rồi, kinh thật. Đấy, có hôm nào đã đổi mất 3 bộ rồi anh em ạ. Chất đấy, và chất lường ngư đấy, và bản thiết kế chế tác hôm nào đổi một bộ rồi này. Đấy, mấy bộ hổ chùm lắm chiêu rồi khủng long là mỗi cái 50 bộ, thần sư tối thượng cũng chưa có 50 bộ. Thì có ông nào đã mở lấy 1516 cái huy hiệu để mà lấy mất cái bộ thần sư tối thượng rồi. Chất. Đấy, tôi nói với anh em mà chất như nước cất luôn. Tôi thấy nhiều cháu ngoài siêu thị cũng mua cái Yomos này phết. Đấy, nhiều cháu mua phết, nó ra xin các cháu code. Các cháu không biết dùng code này như nào, các cháu cũng cho mình. Đấy, hợp lý, anh em thấy hợp lý như một quả bí không? Đấy, hợp lý một quả bí không? Đợi mấy hôm nữa vợ tôi cho tiền thì tôi mua mấy thùng về. Một thùng này cũng như mấy trăm hay sao ấy. Đấy, một thùng như mấy trăm tôi nhớ thế, 300 à? 300 một thùng tôi nhớ như vậy. 300k VND nhá, không phải 300 đồng đâu. Đấy, ok, nhập lại xin được thêm một cháu nữa mấy code là lại quay tiếp. À, xem giờ vàng săn Yomos loot skin đỉnh. Năm nay năm ngoái là săn Yomos loot trúng quà gì đấy tôi không nhớ lắm. Ok, và anh em mà có muốn donate cho tôi thì cũng có thể ghé qua Riaki Store để có thể mua tai nghe, mua loại phụ kiện chơi FIFA ở trên đấy nhá. Ai mua ở trên này là mình cũng được ông chủ shop ông cho tí tiền đi mua sữa anh em ạ. Ok, đường link Shopee tham khảo cho anh em đó Riaki Store HN, Riaki Store HCM.
anh em có thể ghé qua Lazada hoặc TikTok Shop và Riaki Store cũng được. Ở trên này đang có những cái gift voucher lên tới 100k, anh em đừng quên, đó là hai địa chỉ trên Shopee nha, để có thể mua tai nghe chơi Free Fire. Ok con dê, cái này thì ở bên server, đây là server Nam Phi, thì họ ra mắt chúng ta đó là một cái vòng quay mới. Đấy, tên là vòng quay Defender Wheel. Đấy, vòng quay này là vòng quay gọi là vòng quay người bảo vệ à? Vòng quay người bảo hộ, người bảo vệ gì đấy. Thì cái vòng quay này nó có cái gì? Vòng quay này nó có nó là cái vòng quay bay màu, nhưng mà là vòng quay bay màu giảm giá. Nhưng mà cái này nó cũng khá lươn. Đấy, thì cái này nó như nào? Đấy, mốc đầu tiên thì từ lượt quay thứ nhất, lượt quay thứ ba, chúng ta có thể chọn một trong ba lượt quay đấy để giảm 43%. Tiếp theo từ lượt thứ tư, lượt thứ sáu, chúng ta có thể chọn một trong ba lượt quay để giảm 57%. Và lượt thứ bảy hoặc lượt thứ tám có thể chọn để giảm 68%. Đấy, ui xôi, xem mà, ui dài hộp linh tinh tinh ạ. Vâng, đấy, đây tôi quay đến lượt thứ ba này. Tôi quay lượt thứ ba tôi chọn 43% thì chỉ còn lại 27 hình gương thôi. Đấy, nhưng mà vẫn không ra gì. Đấy, vẫn không ra gì anh em ạ. Nói chung là cái này trông thế thôi mà tôi nghĩ nó vẫn phải quay nô cuối cùng. Nó vẫn phải quay nô cuối cùng đấy, nó lươn lắm. Đấy, lươn lắm luôn, không phải lươn bình thường, cực lươn luôn. Mà ui giời, 5 vé vòng quay kim cương ăn thua gì. 5 vé vòng quay kim cương xọa được ai. Ui hết tiền rồi anh em ạ. Ôi, mốc cuối là 599. Đấy, ok, và nạp thử phát nha. Làm thử tí. Làm thử tí, úi thôi ra ba lô panda thôi xong rồi. Mốc cuối cùng là 899 anh em ạ, dã man. Dã man, chẳng lẽ thôi không quay. Và mốc cuối cùng là 899, dã man thật sự ạ. Đấy, thôi lại phải nôn tiền nó thôi. Mình đã test đến đây rồi mà không test nốt bộ đồ cho anh em chửi cho. Đấy, anh em lại chửi cho mình. Đấy, bảo thằng này làm review không có tâm. Đấy, anh em thấy không? Có tâm này còn gì nữa, tôi lại phải nạp thêm kim cương. Đấy, tôi đã lấy cho anh em, đó là bộ cuối rồi. Và mốc cuối 899 kim cương ạ. Và gần 1000 kim cương cho mốc cuối cùng. Nói chung là đen, nói chung là khá đen. Đấy, ui, bộ anh nhìn đẹp nhỉ. Và chiến thần ánh sáng. Đấy, ui, con này nó bị ám ảnh bởi cái gì à? Wow, nó bị kiểu con ma gì nó ám ảnh. Đẹp và phết nhỉ. Chính là bên Ana Free Fire họ bây giờ mỗi bộ trang phục ấy họ để lại cái hành động xuất hiện ở trang phục này. Đấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ rất thích dùng. Đấy, ví dụ như bây giờ tất cả mọi người nếu mà gọi là mua một cái bộ trang phục gì đấy ấy, thì nếu mà cái bộ này nó có một cái hành động đặc biệt như thế này thì khi mà gia nhập vào bên trong phòng hoặc là sẽ có thêm luôn một cái hành động kiểu như thế này để dành cho các bộ trang phục. Nếu mà chúng ta mặc full cả bộ thì như vậy thì cái bộ trang phục trong Ana Free Fire nó sẽ đáng để chúng ta sở hữu hơn. Đấy, thì đáng lẽ là bên Ana Free Fire phải đưa cái tính năng này vào trong game từ lâu rồi. Đấy, nhưng bây giờ vẫn đang chưa có. Đấy, cái chuyển động của các cái bộ trang phục này rất là đẹp nha. Từ trước tới giờ chúng ta có rất nhiều bộ trang phục có chuyển động đẹp. Thì ví dụ tôi mặc full cái bộ này mà tôi vào trong phòng nào đấy là tôi phải có cái hành động đấy, nó đáp xuống. Đấy, chắc chắn là nó sẽ đáng chơi hơn rất là nhiều. Thì hy vọng là bên Ana Free Fire cũng sẽ sớm suy nghĩ về cái đề xuất này của tôi. Đấy, và đưa cái hành động đấy vào trong game cho nó đỉnh. Đấy, và cho nó đỉnh của chóp, chọc vào đỉnh anh em ạ. Và nghe nó gọi là phê luôn. Đấy, nó gọi là quá phê độ bán dê luôn. Đấy, USP level 2, à USP 2. Bộ này vào trong game thì nó lại chả hiệu ứng gì. Đấy, nó lại chả hiệu ứng gì anh em ạ. Trông nó lại khá là bình thường như cô Hường ngồi cổng trường thôi. Đấy, trông nó hết sức là bình thường thôi. Nhưng mà ví dụ như là nếu như mà trong game chúng ta có cái hành động mà triệu hồi ánh sáng như lúc nãy ấy, kiểu xuất hiện như lúc nãy ấy, thì tôi phải nói với anh em là đỉnh luôn. Đấy, úi giời, địch ngáo đét luôn, địch ngáo đen đét luôn. À, làm sao? Ê, chạy đây à, xin nhẹ cái đầu. Đấy, hạ gục ngay, anh em thấy tại tôi bắn headshot kinh không? Đấy, đạn ra nó cứ vào đầu thôi, first blood. Đấy, first blood. Đây là bên server Nam Phi nha anh em nhé, không phải server Việt Nam đâu. Đấy, đây là bên server Nam Phi, server Phi Nam. À, đâu rồi, một thằng nữa. Thịt nó luôn, thịt luộc, đâu rồi, con thằng địch kia nữa. Ui giời, đây à. Đấy, càng quá nhở. Và càng đấy, làm sao lại thêm một cái đầu. Ui giời, lại phải hết thuật. Và le 6 đã chết. Rồi, còn cháu nào ra dây nốt đây. Còn cháu nào ra dây, cậu cân hết. À đây ơi, cháu này cậu cân hết, chạy nào được, triple kill vào vị trí của Edward. Đấy, Edward đi ngay. À, thật không thể tin nổi. À, anh em thấy không, team tôi nó còn khen tôi. À, bộ này thì nói chung là cũng tương đối đẹp. Nên tôi nói với anh em là bộ này cá nhân tôi thấy đánh giá tương đối đẹp, nhưng mà về cơ bản cũng không có gì đặc biệt cả.
Đấy, kể là có mỗi cái chuyển động ở xe lúc đầu vào là như thế. Thế mà bộ này đắt thế nhở, tận 899 kim cương, mà cộng thêm mấy mốc trước đấy nữa thì tổng cộng là cũng phải hết tầm 1500 kim cương đấy cho cái bộ trang phục này. Đấy, phải mất 1500 hơn đấy, 1600-1700 kim cương cho cái bộ này, thì nói chung là nó lại thành đắt đấy. Kể ra mà nó có một cái hiệu ứng gì đấy, nó mọc ra cánh kiểu các kiểu, nó bay đấy các thứ thì nó hay hơn, chứ còn đây chả có cái hiệu ứng gì thì nó lại hơi buồn. À, con hàng ui, mông hơi to đấy, mông hơi to, lay 6 nằm ngay đấy, chết hết rồi anh em ạ, chúng nó chết hết rồi, trận này em gọi là hủy diệt luôn. À đây còn một cháu nữa xoài. Và tuyệt vời, làm sao ui xồi, múa may luôn. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau, bye bye.